same technology that they used when I was going to physical therapy and I was going to a chiropractor, so the doctor did not confirm. Anh ơi, anh còn sĩ diện không anh? Anh còn miếng sĩ diện nào không? Cho em xin miếng sĩ diện đi anh. Anh ơi, anh ngóc đầu vậy cho em coi sĩ diện của anh coi. Ăn nhậu anh làm gì là chết tụi em rồi. Mới mốt người ta nói trời ơi, ăn nhậu là kiểu này không nè. Uống rượu chứ không phải thuốc độc anh ơi. Gán rồi gì anh ơi.